Một số nhà sư thường cất thực là trong cái bát có cái nắp nữa mà sao chủ chưa cho con cầm này nha. Dạ. Thì chỗ sao cái bát của sư mình không có cái nắp Dạ, cái đấy thì tùy theo sư, muốn có cái nắp à thì cái nắp, không dạ có cái nắp ấy thì không có cái nắp, cái đây không bắt buộc. à Cái nắp ấy, có cái nắp ấy thì họ đậy để cho nó khỏi bụi hay khỏi kín đáo hơn hay là cái gì đó, giống như cái son nấu cơm của mình ở nhà đấy. Mình có cái nắp mình đậy thì đỡ mèo hay đỡ chó hay đỡ bụi, nó kín cắt được thức ăn. Nhưng mà mình không có thì ấy, nhưng mà đi ra ngoài nó lại bất tiện một cái là cầm thêm cái lỡ nó kêu nghe lọt cọt à loảng xoảng, nó kêu oang oang ấy. Nhưng mà không có thì nó lại được đường này, nhưng mà tùy theo sư, họ muốn dùng nắp ấy, thì dùng nắp, còn không dùng nắp ấy, thì không dùng nắp. sư như cái này con thấy như là nồi cơm điện đúng không sư? Dạ, cái đấy là cái xong trong cơm điện này, xin của người ta hay là tới cái chỗ mà người ta bán phế liệu á, Dạ mình xin cái mình cầm. gõ cho khán giả xem và em xem thử. Đây là mình tận nơi mà mình chứng kiến nha. Đó, tiếng chuông rõ ràng quý vị các bạn. Đó, đây là chất liệu hoàn toàn là nhôm hết nha quý vị các bạn. Đó, nhưng mà gõ ra kêu một cái tiếng chuông nè. Đó. Quá là gọi là bí ẩn. Không thể nào mà giải được quý vị các bạn. Đó thì nó đó đó thì để mình quay nè gì đó nè đó là chính tay ảnh đánh luôn nè, ra một cái tiếng chuông đó chứ không phải là tiếng nhôm nha. Đó thì anh bây giờ anh có thể là lấy cái nồi cơm điện của mình mà ở nhà anh gõ thử. Dạ thì anh sẽ lấy thử cái nồi cơm điện mà ảnh thường dùng tại nhà ảnh nha. Đó thì để lên gõ cho quý vị các bạn xem thì các bạn hay đó 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 thì quý vị các bạn thấy đó cái tiếng kêu nè, rõ ràng đây là bằng nhôm đó. Quá là tuyệt vời. Đó, đây là bên ảnh gõ là nồi cơm điện cũng nhôm thì bên này cũng là nhôm đó, nhưng mà có tiếng chuông quý vị các bạn rõ ràng luôn, đây là sự thật quý vị các bạn ơi. Đó 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 chính tay anh gõ nè, quá là thanh anh, y một cái tiếng chuông mà quá là cái tiếng rất là thanh anh ơi. Anh gõ thử cái chuông đó đó, nhưng mà cái nồi cơm điện của thầy lại cái tiếng nó vang rất là đó, đây mới đúng là tiếng chuông thật sự nè, quá là thanh luôn anh đó, nó thanh rất là thanh, nó vang cái tiếng vang nữa đó, này đâu có tiếng vang đúng không anh đó, thì thật sự thì anh hả đó, thấy quý vị các bạn thấy rõ không? Có một sư thầy nói rằng là dùng ý rằng là hổ ly sơn hổ chết và tăng tha chúng tăng tàn ạ. A Di Đà Phật, thầy dạy. Vâng ạ, con cũng nghĩ là thầy đang còn ở với chúng đây ạ. A Di Đà Phật. Cả đất nước Việt Nam.